xuyên đó các bạn. Thì sau lưng của mình là các quầy bán xoài, cá quà lọc. Để hôm nay thì các bạn cùng tham gia giải cứu xoài, cá quà lọc tại thành phố luôn. Diễn biến ngày càng phức tạp, phương án là thu hoạch dự kiến sản lượng trên 30 tấn. Trước tình hình đó, để góp phần hỗ trợ cho nông dân xã Mỹ Hòa Hưng vượt qua giai đoạn khó khăn này, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Du lịch Nông nghiệp An Giang tuyên truyền giới thiệu đến người dân trong tỉnh ủng hộ. Đây là cái gian hàng mà bán xoài cát quà lọc của xã Mỹ Hòa Hưng đem qua là thành phố Long Xuyên ngay quảng trường Trưng Nữ Vương để bán đó các bạn. Thì chỉ còn một tuần nữa là các lái buôn người ta sẽ đến Mỹ Hòa Hưng để thu hoạch xoài cát quà lọc theo như dự kiến ký hợp đồng ban đầu. Nhưng do dịch bệnh Covid-19 thì cả những cái nhà mà thu mua xoài cát quà lọc này đã hủy và thông báo là sẽ không thu mua xoài cát quà lọc từ xã Mỹ Hòa Hưng nữa. Thì bà con nông dân tại xã Mỹ Hòa Hưng được ký duyệt của Sở Nông nghiệp và đã đem qua quảng trường Hai Bà Trưng để mà bày bán cho nhân dân của mình mua đó các bạn. Người dân mua thì với giá là 45.000 một ký nha, khi giá thị trường là 60.000, còn nông dân bán lại cho người dân ở đây là giá khuyến mãi ưu đãi là 45.000 một ký, và các bạn mua 10 ký sẽ được tặng một ký giao hàng tận nơi luôn. Thời gian bán hàng từ ngày 14 tháng 3 năm 2020 đến ngày 22 tháng 3 năm 2020. Địa điểm bán hàng khu vực công trường Trưng Nữ Vương. Đây là 3 tấn xoài hả chị? Mấy hỗ trợ cho nông dân là 45.000 đồng trên một ký. 30 tấn xoài hả? Công trường khuyến mãi 10 kg tặng 1 kg và nhà cận nhà với số lượng từ 10 kg trở lên. Bán trong vòng một tuần lễ. Dạ. Nguyên cái xã Mỹ Hòa Hưng luôn. Dạ. Là 45.000 ký hay vậy? Thì do dịch bệnh Covid-19 thì làm ảnh hưởng rất là nhiều cái lĩnh vực mặt hàng ăn uống hoặc là nông sản gì trên toàn thế giới nha các bạn. Nếu các bạn ở ngay thành phố Long Xuyên thì có thể ghé ngay quảng trường Trưng Nữ Vương để dễ dàng nhìn được cái quầy xoài cát quà lọc này là đúng chuẩn luôn, không có lai luôn các bạn, trái to rất là ngon. Tuyên truyền giới thiệu đến người dân trong tỉnh ủng hộ tiêu thụ xoài cát quà lọc cho bà con nông dân xã Mỹ Hòa Hưng. Thời gian bán hàng từ ngày 14 tháng 3 năm 2020 đến ngày 22 tháng 3 năm 2020. Địa điểm bán hàng khu vực công trường Trưng Nữ Vương, Hai Bà Trưng, quận 15. Đây là trái xoài cát quà lọc nè các bạn. 5.000 đồng trên một ký. Chương trình khuyến mãi mua 10 kg tặng 1 kg. Cái này là gặt luôn chứ không phải lai hả chị? Nó có cái giống lai nữa không? Cái đó thì em nhưng mà ở đây là bán xài loại gặt luôn. Dạ. Nông dân xã Mỹ Hòa Hưng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Giám đốc Phật. Sự ủng hộ và hỗ trợ của bà con giúp cho nông dân xã Mỹ Hòa Hưng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Du lịch. Thì người dân Long Xuyên cũng đang đến để giải cứu xoài cát quà lọc của xã Mỹ Hòa Hưng đó các bạn. Thì các thương lái đặt hàng thì do dịch Covid-19 thì làm cho các người nông dân ở đây không có xuất bán được hết cái sản lượng mà xoài cát quà lọc. Thì
họ đã hủy đơn hàng và người dân buộc phải đem qua thành phố Long Xuyên nơi quảng trường Hà Trưng Nữ Vương để mà bán hết cái số 30 tấn xoài cát Hòa Lộc của được trồng trên xã Mỹ Hòa Hưng đó các bạn. Thì giá xoài cát là 45.000 một ký nha. Mua 10 ký sẽ được khuyến mãi 1 ký. Thì các bạn có thể đến ngay quảng trường Trưng Nữ Vương thuộc thành phố Long Xuyên thì các bạn dễ dàng thấy được cái quầy xoài cát Hòa Lộc nằm ngay cái quảng trường luôn. Ở đây họ bán trưng bày rất là nhiều loại cát Hòa Lộc rất là ngon nha các bạn. Xoài cát Hòa Lộc cho nông dân xã Mỹ Hòa Hưng. Hiện nay do tác động của dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, thương lái đặt hàng xoài cát Hòa Lộc đã từ chối nhận hàng, trong khi còn khoảng 3 đến 5 ngày tới là thu hoạch, dự kiến sản lượng trên 30 tấn. Trước tình hình đó, để góp phần hỗ trợ cho nông dân xã Mỹ Hòa Hưng dịch qua 2.000 đồng trên 1 ký. Chương trình khuyến mãi mua 10 kg tặng 1 kg và giao tận nhà với số lượng từ 10 kg. Chị hôm qua giờ mình bán được nhiều chưa chị? Hôm qua bây giờ mình bán được nhiều chưa chị? 5 tấn hả? Chị giải cứu được 5 tấn rồi ha. Dạ. Một tuần lễ thì chắc cũng sẽ hết này thôi. 30 tấn. Hợp tác xã thương mại dịch vụ đã từ chối ngân hàng, trong khi còn khoảng 3 đến 5 ngày tới là thu hoạch, dự kiến sản lượng trên 30 tấn. Trước tình hình đó, để góp phần hỗ trợ cho nông dân xã Mỹ Hòa Hưng vượt qua giai đoạn khó khăn này, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Du lịch Nông nghiệp An Giang tuyên truyền giới thiệu đến người dân trong tỉnh ủng hộ tiêu thụ xoài cát Hòa Lộc cho bà con nông dân xã Mỹ Hòa Hưng. Thời gian bán hàng từ ngày 14 tháng 3 năm 2020 đến ngày 22 tháng 3 năm 2020. Địa điểm bán hàng: khu vực công trường Trưng Nữ Vương, Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long. Giá xoài bán ra hỗ trợ cho nông dân là 45.000 đồng trên 1 kg. Chương trình khuyến mãi mua 10 kg tặng 1 kg và giao tận nhà với số lượng từ 10 kg trở lên. Rất mong được sự ủng hộ và hỗ trợ của bà con giúp cho nông dân xã Mỹ Hòa Hưng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Giám đốc Hợp tác xã Thương mại mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Cho mình một lượt like và một lượt đăng ký. Mình sẽ làm nhiều video sau hay hơn gửi đến các bạn. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn các bạn ở video sau.